Nam Trường lúc này cảm xúc rõ ràng đã điều chỉnh xong, nhìn thấy nhi tử lại thêm lời của con để cho nàng trong lòng đại định. Người trước đừng đi đấy. Lam Tường lúc này giữ chặt Nam Trường, sau đó nhìn về phía Hiền Vũ sẽ nói: Hiền Vũ, tâm ý của người chúng ta đã hiểu. Ba ba thật sự cao hứng, thật sự rất cao hứng. Nói đến đây, Lam Tường vảy mắt cũng đỏ lên. Thế nhưng mà có một số việc người vẫn là nên biết. Dù sao quan hệ với việc này đến thân thể của người, lai lịch. Đối với người chưa tới tìm kiếm thân thể cũng chính mình sẽ có trợ giúp. Lam Em Vũ sửng sốt một chút, hắn vốn là không muốn biết chính mình lúc trước là như thế nào đi vào Nam Trường cùng với Lam Tường bên người. Dù sao cái kia đã không trọng yếu, thân phận xác nhận sớm đã tha trong huyết mạch tương thông là phía dưới khẳng định. Năm đó ta và mẹ người cũng là sinh hoạt tại hành tinh mẹ, chúng ta lái một chiếc giỏ xét phi thuyền tại hành tinh mẹ vùng cực Bắc tiến hành tìm kiếm. Chúng ta trăm triệu không nghĩ tới, tại đây một viên nhìn qua như thế kỳ dị kim ngân song sắc trứng bên trong sẽ xuất hiện ra một cá nhân loại hài nhi. Đúng vậy, chính là con. Lam Tường đem lúc trước hắn cùng với Nam Trường tại vùng Bắc Cực phát hiện làm Hiền Vũ quá trình càng giảng giải thuật một lần. Bởi vì ngươi không có thể nào lại bất luận cái gì chứng dấu vết, chúng ta cũng không biết lên như thế nào hướng liên bang hồi báo. Tại sau khi thương lượng, ta và mẹ người quyết định thu dưỡng ngươi, đem ngươi trở thành chúng ta con của mình. Cho nên ngươi la lịch cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, chẳng qua là biết ngươi hẳn là có không sống bình thường thân thể. Vài ngày trước chính phủ liên bang đem chúng ta gọi đi, cố ý hỏi thăm có quan hệ với ngươi. Chúng ta đều hết sức lo lắng ngươi đã xảy ra chuyện gì. May mắn người hết thảy mạnh khỏe, mẹ người khóc không chỉ là bởi sợ người không nhận chúng ta, càng quan trọng hơn là lo lắng an nguy của người. Chứng sinh hài tử, Lam Minh Vũ tầm mắt có một chút ngốc trẻ, mặc dù hắn đã đoán được chính mình cũng không phải là Nam Tường của một Nam Trường thân sinh, nhưng cũng không nghĩ tới lai lịch của mình vậy mà lại là như thế hiếm thấy. Theo chứng bên trong sinh ra sao, cái quỷ gì vậy, hơn nữa còn là theo vùng cực Bắc nhặt về. Nói một cách khác, Lam Yên Vũ chính mình không có là thần túy nhân loại. Đủ loại phân loại suy nghĩ cũng ngừng tại trong Lam Yên Vũ trong đầu thoáng hiện. Người ở bên cạnh hắn, Bạch Tú Tú sao lại không phải nghèo trận mắt há hốc mồm. Hắn vậy mà cũng không phải là nhân loại. Chứng sinh chỉ có thể là hồn thú. Nguyên lai hắn là cùng với ta. Trong lúc nhất thời, không khí ở trong phòng có một chút quỷ dị. Có lẽ là trong khoảng khắc thời gian này trải qua sóng to gió lớn nhiều lắm. Lam Minh Vũ dần dần lấy lại tinh thần, cười khổ rồi nói: Không nghĩ tới ta lại là như thế tới. Có điều cái này xấu nhờ cũng ấn chứng là lịch sử. Lam Tường cùng với Lam Trường liếc nhau. Lam Tường co mày nói: Nghiệm chứng lịch sử nói thế nào? Lam Minh Vũ lẩm bẩm: Cha, ngài còn nhớ không, khi còn bé người thường xuyên cho ta kể chuyện xưa, trong đó có một câu chuyện xưa liên lạc vạn năm trước Sử Lai Khắc trùng kiến Trung Hưng là chuyện xưa. Khi đó học viện Sử Lai Khắc đã từng bị hủy diệt, mà bị hủy diệt học viện Sử Lai Khắc là tại cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái nỗ lực hạ trùng kiến hoàn thành mới có hiện tại học viện Sử Lai Khắc. Khi đó Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu tên là Đường Vũ Lân, Long Vương đấu là Đường Vũ Lân, cái kia cũng là loài người cùng với hồn thú hòa giải niên đại. Trận chiến cuối cùng Long Vương đấu là Đường Vũ Lân cùng với người yêu Ngân Long đấu là Cổ Nguyệt Na đại chiến, lại cuối cùng song song tự tử ra tại đối phương, hóa thân thành xa băng biến mất không còn tăm tích. Căn cứ lịch sử ghi chép, khi đó bọn hắn tan biến phương hướng liền là phương Bắc. Nam Trường nhịn không được rồi nói: Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Lam Minh Vũ cười khổ nói: Nana lão sư, hẳn là Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na đang tại vạn năm về sau bị nhà khoa học theo băng phòng bên trong thức tỉnh, phát hiện ra nàng địa phương ngay tại vùng cực Bắc. Nam Trường lập tức ý thức được cái gì, trong nháy mắt bưng kín miệng của mình. Lam Tường càng là thất thanh nói: Ngươi nói là... Lam Yên Vũ yên lặng nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, nàng rất có thể là ta thân mẹ ruột, cho nên mới sẽ lại lần thứ nhất lúc gặp mặt cảm nhận được gần huyết mạch hợp sẵn. Nàng vì cứu ta bị trọng thương, hiện tại còn ở trong học viện ngủ say. Nàng tại lúc trước cứu ta thời điểm nói với ta, nàng có thể là mẹ của ta nếu như ta thật sự là tớ từ vùng cực Bắc. Lam Tường cùng với Nam Trường vợ chồng lúc này cũng là có chút ngốc trễ, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình tìm tới trở về gia đình lão sư thế mà lại là Lam Hiền Vũ thân mẹ ruột, càng quan trọng hơn, chính là Lam Hiền Vũ vậy mà đến từ vạn năm trước sao. Tất cả những thứ này thật sự là quá mức không thể là tưởng tượng nổi. Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na đó là trong truyền thuyết Ngân Long Vương, như vậy nói một cách khác, Lam Hiền Vũ cha đẻ lên chính là Long Vương Đấu La Đường Vũ Lân. Học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử cực kỳ là hiếm thấy, đồng thời kiểm nghiệm học viện Sử Lai Khắc hạ thần các chủ cùng với đường một người chủ người, hoặc là nói chỉ là một vị duy nhất.
Dù sao coi như là lúc trước đường môn người sáng lập đường Tam đều không có kiểm nghiệm qua hai trước, bọn hắn cũng rốt cuộc là minh bạch. Vì Casey liên bang tìm tới chính mình vợ chồng hỏi tình huống ban đầu về sau liền khách khí là đem bọn hắn trả lại. Cái này một chút rất có thể liền là cùng với Lam Hiền Vũ thân phận chân chính có chặt chẽ không thể là tách rời quan hệ. Nana vậy mà sống vạn năm sao, cái kia vậy người cha ruột, nam trưởng thấp giọng nói. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, ngài cũng nhận biết, cũng đã gặp, ngài nhớ kỹ nhạc thúc thúc chứ, ngài lúc trước còn nói qua, ta cùng với hắn dáng dấp có điểm giống nhau, hắn hẳn là năm đó Long Vương đấu la. Nam Trừng cùng với Lam Tường lần này là hoàn toàn nói không xa lời, hết thể tất cả đối mặt với bọn hắn tới nói đơn giản liền như thế là huyền huyễn. Vạn năm trước một đôi người yêu, thậm chí có thể nói là vạn năm trước đệ nhất người yêu lại còn sống sót, mà chính mình dưỡng dục lớn lên nhi tử lại là con của bọn hắn, cái này đã không thể nào dùng khó có thể tin tưởng để hình dung. Lam Tường thật sâu nhìn xem Lam Hiền Vũ, trọn vẹn nửa ngày về sau mới nói, nhi tử trong khoảng thời gian này, người đã qua vô cùng là trầm bổng là chập chúng. Lam Hiền Vũ cười khổ gật đầu. Con cũng đã gần nhất mới là có một chút thích ứng. Trên thực tế, hắn tiếp nhận ra chuyện này nguyên nhân trọng yếu hơn là vì cứu viện Nana toàn bộ quá trình. Nana ngã xuống hàng tình đối với hắn kích thích thật sự là quá lớn. Đến mức sự tình khác tương đối mà nói, Liên đều cảm thấy rất sẽ là tốt nhận là nhiều lắm. Cha mẹ mọi người yên tâm, ta rất khỏe. Hiện tại nhạc thúc thúc của với Nana lão sứ đều tại học viện bên kia tĩnh dưỡng. Vô luận về sau như thế nào, có một điểm cũng sẽ không cải biến. Mọi người mãi mãi cũng là cha mẹ của ta. Coi như về sau ta nhận bọn hắn, cái này cũng sẽ không cải biến. Ngay đó Tu Tu nói với ta, để cho ta một thoáng liền hiểu. Người khác đều chỉ có một cặp cha mẹ, nhưng ta lại có tới hai cặp. Đây không phải so với người khác càng nhiều gấp đôi hạnh phúc sao? Nếu như không có các người, nói không chừng ta cũng sớm đã chết tại vùng cực Bắc, lại là càng không cần phải nói tới hôm nay, cho nên về sau ta sẽ chỉ yêu người hơn nhóm. Nhi tử bảo bối, nam trưởng quát to một tiếng, một thoáng nhào tới ôm lấy Lam Hiền Vũ, tại trên mặt của hắn hợp ra một hồn ra mấy cái, sau đó ôm chặt lấy hắn. Lam Tường cười, trong mắt mang nước mắt mà cười cười. Ban đầu chuyện này chúng ta dự định cả một đời để không nói cho con, lai lịch của con quá mức là thần kỳ. Chúng ta cũng lo lắng này sẽ đối với con tạo thành ảnh hưởng, đồng dạng chúng ta cũng có tư tâm của mình. Chúng ta liền như thế một đứa con trai, chúng ta cũng lo lắng còn biết rõ chân tướng về sao không tiếp thụ được. Hiện tại rất tốt, thật sự rất tốt. Nhi tử, mẹ cho người nấu cơm, cho người làm ăn ngon. Nam trưởng một đột nhiên nhảy dựng lên, liền hướng về phòng bếp phóng đi. Lam Tường lúc này chặt lại rồi nói, người chậm một chút vẫn là như thế hấp tấp. Bạch Tu Tu cũng đứng người lên cười nói, con đi cấp cho giúp ào gì hỗ trợ. Nói xong cũng đi phòng bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại hai cha con. Lam Tường lau nước mắt, mỉm cười rồi nói, vậy thì con về sao có tính toán gì, có thể hay không đối với con có ảnh hưởng? Lam Hiền Vũ biết, phụ thân chỉ là thân thể của mình, lắc đầu rồi nói, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, con cảm thấy vô luận là nhạc thúc thúc hay là Nana lão sư đều không có bất kỳ cái gì đối với thế lực khát vọng. Mọi người về sau khả năng càng nhiều vẫn là chọn sống ẩn cư sinh hoạt đi, sẽ không ảnh hưởng đến liên bang. Nhạc thúc thúc trước kia liền đã nói với con, mong muốn tại thành sở lệ khác thường ở, còn con sẽ vẫn là tại học đội viện học tập, con thi đậu vào trong nội viện mà lại đạt được cạnh tranh sở lệ khác thất quái tư cách, con nhất định là phải làm thế hệ này sở lệ khác thất quái. Mặc dù áp lực sẽ rất lớn, nhưng sinh hoạt cũng sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Gần nhất con tiếp xúc rất nhiều chuyện, con mới biết được, nguyên la liên bang hòa bình đều là tại mạnh mẽ vũ lực gia thủ hộ ở phía dưới mới mang tới, mà chúng con vẫn luôn luôn có địch nhân cường đại tồn tại, tương lai còn cũng muốn vì liên bang hòa bình mà cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Hắn hết chỗ chê chính là hắn còn muốn báo thù báo cái kia suýt nữa mất đi Nana lão sư. Hắn còn nhớ thật kỹ đến lúc trước cái tên kia hình chiếu, làm cho người kia nói về hắn ra, sống sót không tốt sao. Câu nói kia thời điểm loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Lần này trải qua, nhưng Lam Hiền Vũ mạnh lên tâm tư càng không biết muốn cường thịnh bao nhiêu. Hắn phải biến đổ sẽ đến mức mạnh mẽ, trở lên trên có thể cùng với những cái kia đỉnh cấp cường giả đi chống lại, có thể chiến thắng cường địch, có thể thu hộ gia đình. Nhi tử con đã lớn lên, con muốn làm gì để có thể chính mình tuyển chọn. Đối với cái này, ba và mẹ đều sẽ không cho con quá nhiều ý kiến. Huống chi con đã trưởng thành đến ý kiến của chúng ta đã không thể đi tả hữu, phát hiện ra con trình độ. Thế nhưng mà, làm vì phụ thân, con chỉ có lúc này, ta yêu cầu với con một cái.
Ta chẳng qua hy vọng rằng con của ta bình an, cho nên vô luận con làm cái gì, tiến hành cái gì lựa chọn đều phải cẩn thận bảo vệ mình, để cho mình bình an. Chúng ta cũng không cần con thường xuyên trở về xem chúng ta, thế nhưng mà ít nhất là phải để cho chúng ta thường xuyên biết tin tức của con. Có thời gian thời điểm, liên đả thùng tin tức trở về, để cho chúng ta nghe một chút âm thanh của con. Ba và mẹ liền rất vui vẻ. La Minh Vũ nói, cha ngài yên tâm, con nhất định sẽ chú ý an toàn, con đều hiểu ta. Tại sinh mệnh không chỉ là thuộc về chính mình, càng chính là thuộc về người thân. Đúng vậy, ngài có muốn hay không cùng với mẹ để dọn đi thành xử lý khác ở. Bên kia không khí rất tốt, sinh mệnh khí tưng cũng muốn nồng đậm nhiều lắm. Đối với thân thể của mọi người đều sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Mà lại, tại rừng sau tiến nhập nội viện, hay là phần lớn thời gian cũng sẽ ở thành xử lý khác. Nếu như mọi người đi qua,